Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Có nhiều người cho rằng, Đinh Lập Nhân chính là vị vua cờ yếu nhất mọi thời đại. Sau khi giành ngôi vua cờ một cách đầy may mắn trước chiến thần Jan Đinh Lập Nhân đã bế quan tu luyện nội công, hòng trở lại để xóa đi cái bóng của người tiền nhiệm Manukasen. Thế nhưng ngay ở giải đấu đầu tiên trở lại, Tata Steel Master 2024, Đinh Lập Nhân đã gây thất vọng lớn khi liên tục để thua những đối thủ đàn em và ngụp lặn ở giữa dưới bảng xếp hạng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ở vòng 8 giải cờ vua Tata Steel Master 2024 giữa vua cờ Đinh Lập Nhân và tay cờ số 1 nước Pháp siêu đại kiện tướng Alizeza Fioza vừa diễn ra nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bên cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế cầm quân trắng, Fioza mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4, quyết tâm đánh bại vua cờ đang lún sâu trong khủng hoảng. Đinh Lập Nhâm nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt E6, mở đường cho tượng F8 xuất trận. Và với nước đi này thì đen có thể sẽ sử dụng phòng thủ Nhimsovic, phòng thủ Ấn Độ mới hoặc cũng có thể là Gambit hậu huyền thoại để đối phó với tay cờ số 1 nước Pháp. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công đầy vẻ thận trọng. Đen dâng tốt D5, phản công giành lại trung tâm. Trắng triển khai mã lên C3, gia tăng áp lực lên trung tâm. Đen mạnh mẽ dâng tốt C5, phản công dữ dội vào trung tâm. Trước sự hung hãn của đen Trắng đẩy tốt E3 Củng cố vững chắc trung tâm Đen tiếp tục nhảy mã C6 Gia tăng áp lực lên trung tâm Trắng đẩy tốt A3 Đen chủ động ăn tốt sang C4 Khai chiến Trắng ăn tượng lên C4 Đen đẩy tốt A6 Với đồ sẽ dâng tốt B5 Để lợi tem tấn công tượng Thấy vậy Trắng liền chủ động lùi tượng về A2 Để tránh đòn Đen theo kế hoạch đẩy tốt B5 tiến đánh cánh hậu và mở đường cho tượng lên B7. Kiểm soát đường chéo chiến lược H1 A8. Trắng di chuyển hậu lên C2. Đen tiếp tục là người chủ động ăn tốt vào D4. Trắng ăn tốt lên D4. Ở đây trong trường hợp mà đen ăn mã vào D4 thì trắng sẽ ăn mã lên D4. Đen ăn hậu lên D4 thì trắng sẽ nhảy mã vào D5 hy sinh mã để chuẩn bị một mưu đồ đen tối. Đen mã lên D5 thì trắng sẽ phi hậu vào C6 chiếu. Đen chạy vua lên E7 thì trắng sẽ ăn hậu vào A8 và giành ưu thế áp đảo về lực lượng. Trở lại với diễn biến ván cờ. Mặc dù nôn nóng giành chiến thắng trong trận đấu này, hòng lấy lại khí thế. Song Đinh Lập Nhân vẫn không dám làm liều. Anh đưa tượng lên B7, chĩa hỏa lực về phía cánh vua Trắng thúc tốt tràn sang D5 Tấn công mã và phong tỏa đường chéo lớn lại Đen ăn tốt lên D5 Trắng cấp tốc phi tượng lên G5 Tung đòn rằng không chế mã hòng bắt lại tốt Đen lên tượng E7 Án ngữ trước mặt hậu để tháo rằng Trắng bình xe qua D1 Tăng thêm quân tấn công tốt trung tâm Không hề nao núng Đen thúc tốt tràn sang D4 bắt mã Do hậu đen đang bị rằng Nên trắng cứ mặc kệ nhập thành cái đã đánh đấm sau đen cũng không dám để vua ở giữa bàn cờ lâu liền vội vã nhập thành sẵn sàng nghênh chiến trắng qua xe một tập trung cả hai con xe trên hai cột ở trung tâm quả nhiên là sau khi vua đã an toàn đen đã hùng hổ thúc tốt tràn sang b 4 tấn công mã nếu mà trắng ăn tốt lên b 4 thì đen sẽ ăn tốt lên b 4 tung đòn tấn công đôi bắt hậu và tượng Đồng thời mở đường treo lớn cho tượng uy hiếp mã F3. Trắng chạy hậu lên F5 bảo vệ mã thì đen sẽ đổi luôn tượng vào mã F3. Tiêu diệt quân bảo vệ tốt D4. Trắng ăn hậu về F3 thì đen sẽ ăn mã vào A2. Tiêu diệt quân tượng nguy hiểm của trắng. Trắng ăn mã về A2 thì đen sẽ qua xe B8 và đen sẽ chiếm được ưu thế khi hơn trắng một tốt thông ở trung tâm. Tuy nhiên thì trắng cũng rất là cáo già khi đã lùi tượng về B1 phối hợp cùng hậu uy hiếp vào tử huyệt H7. Ở đây trong trường hợp mà đen tưởng ngon ăn tốt lên C3 thì trắng sẽ ăn tượng vào F6 tiêu diệt quân phòng thủ điểm H7. Đen đẩy tốt G6 ngăn chặn đòn chiếu hết ở H7 thì trắng sẽ đổi luôn tượng vào E7. Đen ăn mã về E7 thì trắng sẽ ăn xe lên D4 tấn công hậu. Đen chạy hậu lên C7 thì trắng sẽ ăn hậu C3 để gạ đổi. Đen ăn hậu vào C3 thì trắng sẽ ăn tốt lên C3. Đen ăn tượng vào F3 thì trắng sẽ ăn tốt lên F3. Và trắng sẽ chiếm một chút ưu thế trong cờ tàn khi hơn đen một tốt. Trở lại với diễn biến vắn cờ. Đen đẩy tốt G6 phòng thủ đường chéo B1 H7 để ngăn trắng chiếu hết ở H7. Không ngờ lại gặp phải tăng liều, phế thẳng xe vào mã E7 Tung đòn tấn công như là cờ đặt. Nếu mà đen tưởng ngon ăn hậu lên E7 thì trắng sẽ nhảy mã D5. Tung đòn tấn công vào hậu và quân mã đang bị răng. Đen chạy hậu lên F6 thì trắng sẽ ăn mã về F6 chiếu. Và dễ dàng đánh bại đối thủ khi hơn hẳn một quân mã. Trở lại với ván cờ thực chiến. Cực chẳng đã, đen phải ăn mã về E7. Không chậm chế, trắng ăn xe lên D4 tung đòn tấn công hậu. Ở đây trong trường hợp mà đen lại chạy hậu lên B6 để bảo vệ mã thì trắng sẽ ăn xe sang B4 bắt hậu. Đen chạy hậu sang C6 thì trắng sẽ ăn tượng vào F6. Đen ăn hậu sang F6 thì trắng sẽ ăn xe vào B7 và giành ưu thế áp đảo về lực lượng với cán cân mã tượng tốt đánh xe. Còn nếu mà đen nhảy mã lên D5 để che chắn cho hậu thì cũng không khá hơn là mấy khi mà các quân bị rằng lung tung hết cả. Khi đó thì trắng sẽ ăn mã lên D5. Đen ăn tượng lên D5 thì trắng sẽ ăn tượng với E7 bắt hậu. Đen ăn hậu lên E7 thì trắng sẽ ăn xe lên D5. Và cũng sẽ áp đảo về lực lượng với tượng mã tốt đấu với xe. Trở lại với diễn biến ván cờ. Cực chẳng đã. Đen phải bỏ mã để đưa hậu lên C7 tránh đòn. Tuy nhiên thì có vẻ như đây lại là một sai lầm hết sức nghiêm trọng của vua cờ Đinh Lập Nhân. Ngay lập tức, trắng nhảy mã lên E4 Tung đòn tấn công đôi nhằm vào hậu C7 và mã Thấy nguy Đen vội vàng ăn hậu vào C2 Trắng ăn mã F6 chiếu Đen chạy vua lên G7 tránh đòn Lúc này thì trắng mới ăn tượng về C2 Đen qua xe C8 tấn công tượng Cố gắng lợi tem để đưa các quân nặng vào trận Trắng nuôi mã về G4 mở đường cho tượng tấn công lại mã e7 và đe dọa sẽ thọc tượng xuống f6 chiếu buộc cho vua đen phải chạy về g8 rồi sẽ nhảy mã h6 để chiếu hết cảm nhận thấy sự nguy hiểm đen cấp tốc lùi mã về g8 tránh đòn và phòng thủ các nước chiếu trắng chạy tượng lên b3 tránh khỏi tầm ngắm của xe đen đen ăn tốt vào a3 trắng ăn tốt lên a3 đen lao xe xuống c3 tấn công tượng yên tâm vì đã có tượng G5 bảo kê OC1 khiến cho đen chưa thể lẻn xuống hàng ngang số 1 để chiếu được. Trắng đưa xe qua B4 bảo vệ tượng và tấn công lại quân tượng ở B7. Không muốn mất tem chạy nữa, đen đến đổi đơn tượng vào F3. Trắng ăn tốt lên F3, đen liều lĩnh ăn xe sang F3. Cố gắng vặt thêm được con tốt nào thì hay từng đấy. Thấy đen sập bẫy, trắng cấp tốc lùi mã về E3 để phong tỏa mọi ngả đường chạy của xe đen. Đe dọa sẽ xông vua lên G2 bắt chết xe. Thấy nguy, đen vội vàng đẩy tốt H6 đuổi tượng để giải cứu cho xe. Thế nhưng động thái này của đen là đã quá muộn và trắng lập tức lùi tượng về D1 bắt xe. Biết có cố gắng chạy xe qua H3 thì cũng bất lực khi mà vua trắng sẽ tiến lên G2 Đen liều lĩnh ăn xe và F2. Trắng ăn tượng và H6. Tranh thủ làm thêm quân tốt chiếu. Nên ăn mã lên H6. Trắng ăn vua lên F2. Với việc răng bẫy và tiêu diệt thành công quân xe. Trắng đã có sự vượt trội về lực lượng khi hơn hẳn một quân tượng. Theo bản năng. Đen qua xe D8 tấn công tượng. Trắng di chuyển vua qua E2 để bảo vệ. Đen lên xe A6 Thiết lập tuyến phòng ngự trên hàng ngang số 6. Trắng phi tượng lên B3, chữa về phía cánh vua dính dập. Đen qua xe F6, phòng thủ và bảo vệ tốt F7. Trắng đẩy tốt A4. Đen lại qua xe C6. Trắng di chuyển tượng lên C4, từ từ siết chặt vòng vây và mục tiêu của trắng bây giờ là bắt con tốt A6 để tạo tốt thông tiến xuống phong hậu. Bí nước Đen liền đẩy tốt F5 Trắng lao xe xuống B7 chiếu Đen chạy vua lên F6 Chưa cần phải vội vàng Trắng qua xe H7 bắt mã Cực chẳng đã Đen đã nhảy mã lên G4 Trắng nhanh chóng ăn mã vào G4 chiếu Đen ăn tốt lên G4 Trắng lùi tượng về D3 Đen qua xe B6 Tiêu diệt xong quân mã Trắng đưa xe qua 7 để phối hợp cùng tượng, vây bắt tốt a6. Đen lao xe xuống b2 chiếu, tìm cách chọc ngoáy. Trắng chạy vua lên e3 tránh đòn. Đen lăn xe sang h2. Trắng ăn xe a6 chiếu. Không thể bảo vệ tốt g6, đen sách vua chạy lên e5. Chưa vội vàng phải ăn tốt g6 ngay. Trắng lùi xe về a5 chiếu, buộc đen phải chạy vua về f6. Trắng lạnh lùng lao vua lên F4 Bắt quân tốt thông nguy hiểm ở G4 Để diệt trừ hậu họa Đến đây thì biết có cố gắng cầm cự Thì kết quả cũng sẽ là ăn thêm một rổ hành Đinh lập nhân đành phải muối mặt đầu hàng Tránh khỏi một cái kết sắp mặt Trường hợp mà đen chảy cối chơi tiếp Thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau